Đến với bản tin ngày hôm nay, chúc các bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời. Chương trình của chúng tôi gồm những nội dung chính sau đây. Ngày 4 tháng 6, Tòa án Nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thành Tâm, 43 tuổi, và con trai là Nguyễn Hữu Thành, 20 tuổi, cùng ngụ xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam, về tội hiếp dâm. Đây là vụ án hai cha con hiếp dâm cô gái bị thiểu năng trí tuệ dẫn đến sinh con gây phẫn nộ dư luận mà báo chí từng phản ánh. Sau phần kiểm tra căn cước, bị cáo Tâm đề nghị hội đồng xét xử tạm hoãn do vắng mặt luật sư bào chữa cho hai bị cáo. Chấp nhận đề nghị này, tòa đã tuyên tạm hoãn và dự kiến mở lại phiên tòa vào ngày 19 tháng 6. Tại phiên tòa, luật sư Đỗ Minh Trúc, phó chủ nhiệm đoàn luật sư Bình Thuận, người được báo pháp luật giới thiệu bảo vệ miễn phí cho bị hại, cũng đề nghị tòa cho xét xử vắng mặt bị hại. Luật sư cho rằng cô gái này thiểu năng trí tuệ, có thể sang chấn tinh thần nặng nề khi gặp mặt hai người đã cưỡng bức mình. Tòa cũng đã chấp nhận đề nghị chính đáng này. Theo hồ sơ, ngày 22 tháng 5 năm 2019, bà L, mẹ của chị Tuyết, đã đổi tên, sinh năm 2000, bị bệnh thiểu năng trí tuệ từ nhỏ, đến cơ quan công an trình báo việc con bà bị cha con ông Tâm là họ hàng gần nhà hiếp dâm từ cuối năm 2018 dẫn đến có thai. Quá trình điều tra xác định lợi dụng gia đình đi vắng và chị Tuyết bị thiểu năng, cha con Tâm đã nhiều lần quan hệ với chị này. Đáng nói là hai bị can lại là người họ hàng của nạn nhân, Tâm là chồng của cô ruột Tuyết, Tuyết gọi bằng dượng. Theo cáo trạng, hai bị can thừa nhận biết chị Tuyết bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ, thường xuyên ở nhà một mình. Cuối năm 2018, Tâm cưỡng bức quan hệ với chị Tuyết một lần. Thành ba lần ép buộc chị Tuyết quan hệ tình dục khi chị ở nhà một mình. Tháng 5 năm 2019, thấy con gái có biểu hiện lạ, bà L đưa đến cơ sở y tế kiểm tra thì phát hiện chị Tuyết đã có thai 25,5 tuần. Chị Tuyết kể lại cho mẹ toàn bộ sự việc và bà L đến cơ quan công an tố cáo. Tháng 8 năm 2019, chị Tuyết sinh một bé trai. Theo kết quả giám định N, Thành là cha ruột của đứa bé. Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa có kết luận Pháp y Tâm thần chị Tuyết là người bị hạn chế về nhận thức và điều khiển hành vi, bị bệnh chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Nếu thấy hay, hãy ấn like, share. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật những bản tin mới nhất. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.